Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự 22 giờ của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 7 tháng 2 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã chủ trì cuộc họp của tiểu ban cho ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội 13 trước khi trình Bộ Chính trị xem xét thông qua, kịp thời gửi Đại hội Đảng bộ các cấp cơ sở đóng góp ý kiến theo đúng kế hoạch. Tại cuộc họp, các thành viên tiểu ban cơ bản nhất trí với các dự thảo báo cáo đã được bổ sung, chỉnh sửa. Tiểu ban văn kiện yêu cầu tổ biên tập khẩn trương hoàn thành các dự thảo văn kiện để kịp thời phục vụ Đại hội Đảng bộ cơ sở vào đầu tháng 3 tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tổ biên tập tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo trình Bộ Chính trị cho ý kiến, kịp thời phục vụ Đại hội Đảng bộ cơ sở, đồng thời tiếp tục phát huy dân chủ, lắng nghe, trân trọng các ý kiến đóng góp, chắt lọc để nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các dự thảo văn kiện. Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi thị sát công tác bảo đảm vệ sinh phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona cho khách du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong nửa tháng qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều biện pháp để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Tỉnh đã cho dừng hẳn các lễ hội chưa tổ chức, mở cửa các di tích, danh lam thắng cảnh đón khách du lịch đi cùng với bảo đảm tốt công tác vệ sinh, phòng dịch, hướng dẫn cách phòng tránh dịch bệnh cho toàn dân, nhất là đối với trẻ em, người già. Các biện pháp của tỉnh luôn tránh, không gây ra tâm lý nặng nề, hoang mang cho người dân và du khách. Là nơi có đông khách du lịch, đến nay tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus corona. Cùng với việc đánh giá cao, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đến giờ phút này, Chính phủ và chính quyền các địa phương cơ bản đang thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Việc này củng cố niềm tin của người dân và khách nước ngoài đối với khả năng kiểm soát thành công dịch bệnh của Việt Nam. Nhắc lại yêu cầu trong phòng chống dịch không được chủ quan nhưng cũng không được bi quan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về phòng chống dịch, nhất là làm tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng và phòng dịch tại các di tích, danh lam thắng cảnh, các nơi lưu trú của khách du lịch cũng như ở những nơi công cộng nhằm bảo đảm sức khỏe cho người dân và du khách. Chiều nay, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Bộ Chính trị quyết định đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020, để điều động, phân công, giữ chức Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Bộ Chính trị đã có quyết định đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, thôi tham gia Ban cán sự Đảng, Chính phủ và điều động, phân công tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Vương Đình Huệ sinh ngày 15 tháng 3 năm 1957, quê quán xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ngày vào Đảng ngày 9 tháng 3 năm 1984. Học hàm học vị, giáo sư, tiến sĩ kinh tế, lý luận chính trị cao cấp, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14. Ngày 7 tháng 2 năm 2020, đồng chí được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 2, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã dự lễ khai trương và cắt băng khánh thành gian hàng triển lãm của Việt Nam, quốc gia khách mời danh dự tại Hội chợ sách quốc tế La Habana lần thứ 29. Tham dự buổi lễ còn có nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Cuba. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự sự kiện. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Anh Tuấn đã nêu bật ý nghĩa to lớn của sách và văn hóa đọc, cũng như tầm vóc của Hội chợ sách quốc tế La Habana. Các nhà xuất bản Việt Nam mang tới hội chợ lần này hơn 700 đầu sách, 2.000 ấn bản với các ngôn ngữ Việt, Tây Ban Nha, Anh và Pháp để giới thiệu những tác phẩm tôn vinh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba, lịch sử nước ta qua các thời kỳ, một số tác phẩm văn học tiêu biểu và các công trình nghiên cứu về văn hóa, nghệ thuật dân gian và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Đoàn Việt Nam được bố trí gian trưng bày rộng 350 m², nằm tại vị trí trang trọng nhất của hội chợ. Hàng trăm nhà xuất bản và nhà phân phối sách sẽ đem đến khoảng 4.000 đầu sách về các đề tài văn hóa, xã hội, chính trị, khoa học kỹ thuật và sách cho thiếu nhi.
Sáng ngày 7 tháng 2, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến về quán triệt các quy định chế độ, báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan và hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, đến nay 95 trên 95 bộ ngành địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng đã kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử ở hai cấp chính quyền với trục liên thông văn bản quốc gia. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã kết nối tích hợp với 9 trên 22 bộ, cơ quan và 63 trên 63 tỉnh, thành phố. Tính đến ngày 5 tháng 2, trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã có hơn 41.594 tài khoản đăng ký, hơn 12,7 triệu lượt truy cập, hơn 664.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái. Đã có 18 trên 22 bộ, cơ quan ngang bộ, 38 trên 63 địa phương ban hành thông tư, quyết định, quy định chế độ báo cáo theo phương án đơn giản hóa đã được phê duyệt. Đối với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, đầu tháng 3 năm 2020, Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp với các bộ ngành địa phương sơ kết 3 tháng triển khai hệ thống này. Ngoài 8 dịch vụ công đã được tích hợp, sẽ tiếp tục đưa các dịch vụ công mức độ 3, 4 tích hợp lên cổng. Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, còn được gọi là nCoV, hiện đang lây nhiễm ra nhiều nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch viêm phổi cấp do virus corona. Để chủ động phòng tránh dịch bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo tới người dân rửa sạch tay thường xuyên, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng, tránh tiếp xúc quá gần với người bị sốt hay bị ho, sử dụng khẩu trang che kín miệng và mũi, rửa tay sau khi vứt bỏ khẩu trang, ăn thực phẩm nấu chín, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng, tránh tiếp xúc quá gần với động vật, nếu bạn sốt, ho hoặc khó thở, tránh đi lại, du lịch và đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Tiếp tục chương trình là cụm thông tin về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện đã có thêm một trường hợp viêm đường hô hấp cấp có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus nCoV. Đây là một trong 8 công nhân trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc trên cùng một chuyến bay, trong đó có 5 trường hợp đã xác định mắc nCoV. Hiện tại, trường hợp này đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo và trong tình trạng khỏe mạnh, không có biểu hiện sốt hoặc ho. Như vậy, tính đến thời điểm này thì Việt Nam đã có 13 người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, riêng tỉnh Vĩnh Phúc có 8 trường hợp. Thưa quý vị, vào chiều nay tại Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội cùng các sở ban ngành của thành phố đã tổ chức cuộc họp trực tuyến để thông báo về tình hình dịch bệnh và công tác chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Tính đến 15 giờ ngày 7 tháng 2, thế giới đã ghi nhận 31.500 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. Hiện công tác chuẩn bị đón gần 1.000 người Việt trở về từ Trung Quốc đã được Bộ Tư lệnh Thủ đô chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết, cũng như công tác hậu cần sẵn sàng phục vụ. Thành phố cũng đã phê duyệt 300 tỷ đồng cho việc mua sắm các trang thiết bị vật dụng y tế, phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh nCoV. Học sinh các cấp bậc sẽ tiếp tục được nghỉ học cho đến hết ngày 16 tháng 2. Trong thời gian này, các trường tiếp tục tiến hành phun khử trùng lần thứ hai để bảo đảm sạch sẽ khi các em học sinh đi học trở lại. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chỉ đạo Sở Nông nghiệp chuẩn bị các phương án phòng chống dịch bệnh H5N1. Thưa quý vị, tính đến 18 giờ 30 phút chiều nay ngày 7 tháng 2, đã có 50 tỉnh, thành phố trên cả nước báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh thêm một tuần đến ngày 16 tháng 2 để phòng chống dịch bệnh do nCoV gây ra. Các tỉnh, thành phố đã báo cáo bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Dương, Lai Châu, Vĩnh Phúc, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hải Dương, Hà Giang, Vĩnh Long, Yên Bái, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Lào Cai, Long An, Bình Định, Bình Phước, Gia Lai, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Hòa Bình, Quảng Trị, Thái Bình, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Bắc Giang, Quảng Nam, Nam Định, Tây Ninh, Bạc Liêu, Hải Phòng, Lâm Đồng, Hưng Yên, Phú Yên, Đắk Lắk, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Thuận, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Thuận, Ninh Bình, Hà Nội. Ngoài ra, trước đó đã có 4 địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học cho đến khi có thông báo tiếp theo, đó là tỉnh Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Điện Biên và tỉnh Nghệ An. Theo thông tin chúng tôi mới cập nhật thì đến thời điểm này đã có 53 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch nCoV. Chuyển sang những thông tin khác, chiều nay, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị đón công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các vùng có dịch về nước. Điểm tiếp nhận
là trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ thuộc xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự đã tiến hành phun thuốc khử trùng, chuẩn bị xong 3 nhà ở đảm bảo tiếp nhận 250 người. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ tuyên truyền, tạo tâm lý yên tâm cho người dân xung quanh khu vực cách ly. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải hỗ trợ phương tiện vận chuyển đảm bảo chở đủ người của một chuyến bay di chuyển cùng thời điểm. Sở Y tế cung cấp hướng dẫn cán bộ sử dụng dụng cụ, đồ dùng xử lý nước, thu gom, xử lý rác đúng với quy định. Ngày 6 tháng 2, Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết tất cả 4 trường hợp bị sốt điều trị cách ly ở Bình Định đều có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm âm tính với virus corona. Như vậy là hiện tỉnh Bình Định chưa ghi nhận có ca nhiễm virus corona nào. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu đối với các trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến hoặc đi qua 31 trên 31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc phải cách ly 14 ngày. Các trường hợp nghi nhiễm virus corona phải lập tức cách ly tuyệt đối tại các cơ sở y tế. Bình Định cũng đã sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước và cách ly trong các cơ sở quân đội. Ngày 7 tháng 2, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa vừa công bố danh sách 21 trường hợp bị xử lý do đăng tải thông tin thiếu chính xác liên quan đến virus nCoV, gây hiểu nhầm và gây hoang mang trong dư luận. Theo danh sách vừa được công bố, ít tuổi nhất là một học sinh lớp 3 tại thành phố Thanh Hóa. Hình thức xử lý nhẹ nhất là yêu cầu bóc gỡ bài viết, nặng nhất là 5 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 12.500.000 đồng. Trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục quản lý, giám sát và xử lý nghiêm khắc các vi phạm về đăng tải không chính xác thông tin liên quan đến virus corona nói riêng và các vấn đề trong cuộc sống nói chung để bảo đảm an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. Tối 6 tháng 2, tại ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, Công an xã Long Trạch tổ chức họp dân kiểm điểm Phạm Minh Duy, sinh năm 1977, trú tại xã Long Trạch, do đăng tin trên mạng xã hội không đúng sự thật. Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 6 tháng 2, Phạm Minh Duy đăng trên Facebook cá nhân thông tin có nội dung chợ Cầu Tràm bị corona. Mặc dù đã gỡ bài, nhưng Công an huyện Cần Đước đã mời Duy làm việc và Duy đã thừa nhận hành vi đăng tin mạng xã hội là không đúng sự thật. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Điện Biên vừa ra quyết định xử phạt nhà thuốc An Nhiên tại tổ 12, phường Nong Bua, thành phố Điện Biên Phủ với số tiền 20 triệu đồng cho hành vi lợi dụng bệnh dịch để tăng giá bán khẩu trang bất hợp lý. Hiện Cục Quản lý Thị trường tỉnh Điện Biên đang tăng cường chỉ đạo các đội quản lý thị trường, bám sát địa bàn, giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh và thị trường, nhất là đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Thưa quý vị và các bạn, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa có thông báo về việc xử lý vi phạm nồng độ cồn trong thời gian dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Theo đó, tại thời điểm này, các tổ tuần tra không sử dụng phễu thổi trong quá trình kiểm tra vi phạm nồng độ cồn. Thông báo này của Cục Cảnh sát Giao thông không ảnh hưởng đến việc đo và xử lý vi phạm nồng độ cồn vào thời điểm hiện tại. Các tổ cảnh sát vẫn làm nhiệm vụ và sử dụng máy đo có ống thổi riêng cho từng trường hợp để đo định lượng, bảo đảm tiệt trùng cho thiết bị đo, ống thổi. Thưa quý vị và các bạn, cảng biển quốc tế là nơi có lượng lớn tàu thuyền các nước vận tải xuất nhập cảnh vào Việt Nam. Vì vậy, nguy cơ dịch bệnh lây xâm nhập vào là rất cao. Tại Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đang tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát dịch đối với tàu nước ngoài xuất nhập cảnh ra vào cảng Dung Quất để tránh dịch bệnh lây lan qua đường hàng hải. Ngay khi nhận được tin có tàu chở răm gỗ xuất phát từ Trung Quốc cập cảng Dung Quất, lực lượng kiểm soát bệnh ứng trực đã tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe của 23 thủy thủ trên tàu. Sau khi có kết quả bình thường, tàu được phép nhập cảng hoạt động. Riêng về những cái tàu mà đến từ những vùng mà nghi có dịch, đặc biệt là Trung Quốc, thì chúng tôi đã tăng cường kiểm tra bằng cách là kiểm tra tất cả các thuyền viên ở trên tàu tại phao số 0 với cái cách thức là đo nhiệt độ và khám những cái triệu chứng lâm sàng, ví dụ như ho, khó thở hay là sốt. Sau Tết Nguyên đán đến nay, cảng biển Dung Quất tiếp nhận 14 tàu nước ngoài đến làm thủ tục xuất nhập cảnh. Có gần 400 người nước ngoài thường xuyên ra vào cảng. Nguy cơ lây lan virus corona rất cao nếu không có sự chủ động phòng tránh và kiểm soát tốt. Tất cả những cán bộ công nhân viên, khách hàng, đối tác khi vào cảng thì tới cổng bảo vệ thì phải được là đeo khẩu trang. Cái thứ hai nữa phải được đo thân nhiệt. Thứ ba cũng phải là rửa tay sát trùng trước khi vào sản xuất. Và sau khi những ca làm việc thì những khẩu trang cũng phải được là cởi bỏ để bỏ vào cái thùng gọi là
thùng bố trí riêng đặc biệt và rửa tay trước khi ra khỏi cảng. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã có chủ trương không cấp phép lên bờ đối với tất cả các thuyền viên các tàu đến từ nước ngoài khi đến làm thủ tục xuất nhập cảnh cảng biển. Đồng thời, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp giữa các thuyền viên và cán bộ, chiến sĩ làm thủ tục xuất nhập cảnh. Thủ tục hành chính ưu tiên xử lý qua hệ thống điện tử. Lực lượng biên phòng phối hợp với y tế kiểm dịch, giám sát dịch bệnh và chuyển bệnh nhân đến trung tâm để cách ly và điều trị kịp thời nếu được phát hiện. Chuyển sang những nội dung khác. Chiều ngày 7 tháng 2, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã khen thưởng cho các lực lượng công an thành phố với thành tích phá thành công vụ án giết người xảy ra tại quận Ngũ Hành Sơn vừa được phát hiện vào buổi sáng cùng ngày. Với thời gian rất ngắn, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng gây án là Xiao Quyping, quốc tịch Trung Quốc, trú tại số nhà 14, đường Trương Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Theo kết quả điều tra, các đối tượng gây án nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 23 tháng 12 năm 2019. Sau khi nhập cảnh, các đối tượng đã tham gia đánh bạc và xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân rồi gây án mạng vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều ngày 6 tháng 2. Để phi tang, các đối tượng gây án đã phân chia các phần thi thể bỏ vào các túi ni lông và vali rồi vứt xuống sông Hàn. Ngày 7 tháng 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái tổ chức hủy nổ thành công một quả bom khoảng 340 kg tại xã Tân Lập, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã tiến hành đào, kiểm tra, xác minh đây là quả bom phá của Mỹ, được sử dụng trong chiến tranh phá hoại miền Bắc vào những năm 1968-1970, có đường kính 40 cm, dài 117 cm, trọng lượng khoảng 340 kg, vỏ bom còn tốt, rất dễ phát nổ gây nguy hiểm. Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, lực lượng chức năng đã lập kế hoạch canh gác 24/24 giờ, tổ chức hủy nổ an toàn. Thưa quý vị, trước tình trạng tuyến đường BT tắc thủ vàm đá bạc có giá trị hơn 700 tỷ đồng, vừa bàn giao chưa đầy một năm đã bị sụt lún, Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Cà Mau đã kiểm tra và đánh giá nguyên nhân là do tình trạng khô hạn kéo dài làm mực nước trong kênh Sáng Minh Hà, nơi tuyến đường đi qua, khô cạn, hạ thấp mực nước ngầm dưới nền đường. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã tổ chức giám định nguyên nhân, đồng thời tìm giải pháp khắc phục. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải thành lập tổ điều tra sự cố để giám định nguyên nhân sự cố. Tổ điều tra có trách nhiệm thực hiện việc giám định nguyên nhân sự cố công trình theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm, nhà đầu tư, tổng hợp, cung cấp cho tổ điều tra sự cố toàn bộ hồ sơ, tài liệu, các văn bản liên quan để phục vụ cho công việc giám định. Ngày 7 tháng 2, theo đại diện Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Cà Mau, Sở vừa có thông báo khẩn về việc tạm ngừng xe ô tô lưu thông qua đoạn đường từ cầu Cơi 6 đến cầu 402, khoảng 4 km, thuộc giai đoạn 1 tuyến đường tắc thủ vàm đá bạc. Thời gian tạm dừng bắt đầu kể từ 20 giờ ngày 6 tháng 2 cho đến khi cơ quan chức năng thực hiện xong biện pháp bảo đảm giao thông, đồng thời Sở sẽ có thông báo cho phép lưu thông trở lại. Thưa quý vị, trong những ngày qua tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra tình trạng sương muối khiến cho hàng trăm hecta cà phê hoa màu của người dân bị cháy khô hư hại nghiêm trọng. Hiện các đơn vị chức năng của địa phương đang tiến hành thống kê mức độ thiệt hại, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp khắc phục hiệu quả cho bà con nông dân. Trong số diện tích hơn 500 hecta cà phê ở xã Đạ Trai thì đã có hơn 150 hecta cà phê bị sương muối gây thiệt hại nghiêm trọng. Số diện tích còn lại cũng bị ảnh hưởng theo các mức độ khác nhau. Tương tự, tại xã Đa Nhiêm, sương muối đã gây hại hơn 300 hecta cà phê cùng một số diện tích hoa màu trồng ngoài trời của bà con. Đối với xã Đạ Sa, sương muối đã gây hại khoảng 100 hecta. Hội nông dân xã đang tuyên truyền cho bà con nhân dân trên địa bàn bị những diện tích bị sương muối thì hướng dẫn cho họ cắt tỉa những loại cây bị sương muối, hạn chế việc thấp nhất khi việc lây lan trên cây. Khi mà mình phát hiện sương muối thì mình nên tưới cà phê hoặc là tưới cây trồng vào lúc sáng sớm, lúc mà mặt trời chưa mọc để hạn chế tối đa cái mức độ thiệt hại do sương muối gây ra. Đối với những cái tỷ lệ mà bị nhẹ như thế này á, thì bà con sẽ cắt tỉa cái đoạn cành mà bị thiệt hại, bị sương muối nó táp cháy thế này á, thì sẽ cắt bỏ từ đoạn này.
Còn đối với những cái loại mà bị thiệt hại nặng hơn thì cưa đốn khoảng từ 1/2 đến 1/3 cái thân, tức là nguyên cái vạt ở trên này mà bị thì phải cưa đốn bỏ hoàn toàn, để cho sau đó là bón thêm các cái loại phân bón để phục hồi và tăng trưởng kích thích cho cây trồng, nó sinh trưởng và phát triển trở lại. Huyện Lạc Dương hiện có khoảng 2.500 hecta cà phê, trong đó diện tích cà phê trọng điểm thuộc các xã Đạ Sa, Đạ Nhiêm, Đạ Trai. Để nhanh chóng phục hồi số diện tích cà phê bị thiệt hại vì sương muối, các xã, thị trấn và các phòng ban chuyên môn kịp thời chia sẻ, động viên bà con nông dân ổn định tâm lý để tập trung sản xuất, đồng thời tập trung nỗ lực khắc phục hậu quả, thực hành các giải pháp kỹ thuật chăm sóc cây trồng, duy trì cho những vụ sau. Thưa quý vị, đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An đã gieo cấy được 90.000 ha lúa vụ xuân, hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Để vụ lúa xuân đạt năng suất cao, ngành nông nghiệp tỉnh đã có những chỉ đạo khuyến cáo các địa phương trong tỉnh sau khi gieo cấy xong, tiến hành các biện pháp chăm sóc để cây lúa sinh trưởng tốt, thực hiện tốt công tác theo dõi, dự báo, dự tính và phòng trừ dịch hại cây trồng. Đặc biệt chú ý các dịch hại chính như bệnh đạo ôn lá, ốc bưu vàng, chuột hại trên cây lúa để khuyến cáo và hướng dẫn nông dân xử lý kịp thời, hiệu quả. Không chỉ riêng đối với cây lúa, các loại cây vụ xuân khác như ngô, lạc, cây, rau các loại cũng đã hoàn thành chỉ tiêu gieo trồng. Dự kiến tổng sản lượng vụ xuân năm nay của tỉnh đạt 1,2 triệu tấn lương thực. Thưa quý vị, điệu sli ly hèo phân là một trong những nét văn hóa độc đáo của người Nùng An ở tỉnh Bắc Cạn. Theo thời gian, điệu sli ly hèo phân ở đây vẫn còn lưu giữ để mỗi khi cất lên, con người và thiên nhiên như hòa quyện ngân nga khắp núi rừng bản làng. Hèo phân là một trong những thể loại dân ca độc đáo phản ánh cuộc sống lao động sản xuất của người Nùng An ở Bắc Cạn. Đây là làn điệu có từ lâu đời, được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Hèo phân thường chỉ hát đôi, một người hát giọng cao chủ động dẫn đường về tiết tấu, cao độ, trường độ, đúng nhịp và luyến láy. Người còn lại giọng thấp, hòa theo. Lời của hèo phân thường được sáng tác theo thể cổ phong, lối thơ không quá khắt khe với niêm luật mà chủ yếu là ý tứ đậm đà, đằm thắm. Khổ thơ được sáng tác theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt. Tôi thì đi hát ví dụ ngày cưới, đám cưới, xong là lên nhà mới này, hát có ngày vui thì coi như hát là cũng có hát đối đáp về một đôi hai người trai, hai người gái. Bởi vì là cái dân tộc này là nói tiếng Nùng, thế là tiếng Nùng dịch ra tiếng Kinh là rất là khó. Bởi vì bộ đội trẻ là đi học, toàn là đi học tiếng Kinh, viết chữ là chữ Kinh, thì là nói tiếng Nùng là có chữ còn không biết viết ấy. Thế là nếu mà biết viết thì mới biết mới hát được, mới đọc được thì mới hát được. Nếu bởi vì không biết đọc thì không hát được. Muốn là duy trì cái làn điệu sli Nùng này là cho đến người già để mấy đời đi, thì các cô già nếu mà biết nghe cũng thích nghe lắm. Điệu hèo phân thường được hát để biểu đạt tấm lòng thủy chung son sắt, nghĩa tình sâu xa mặn nồng, mến khách của người Nùng An. Người Nùng An thường hát hèo phân vào những dịp lễ Tết, ngày hội hay có tiệc vui. Cũng có khi người ta hát để giao duyên giữa các cặp nam nữ để thể hiện tình cảm. Hiện nay, số người biết hát điệu hèo phân ở Bắc Cạn không còn nhiều. Đa số những người biết hát đều đã lớn tuổi. Do đó, việc gìn giữ và phát huy loại hình văn hóa độc đáo này gặp nhiều khó khăn. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì những nội dung thông tin trong nước cũng đã kết thúc. Và để tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật có trong bản tin GMT Cộng 7 với phần trình bày của biên tập viên Anh Thư. Xin mời chị Anh Thư. Xin cảm ơn biên tập viên Hoàng Trang. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin GMT Cộng 7. Và sau đây là những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có trong bản tin tối nay. Mỹ-Trung Quốc cam kết tăng cường hợp tác đối phó với nCoV. Nga ủng hộ đề xuất cắt giảm sản lượng dầu của OPEC. Mỹ-Huawei và cuộc chiến 5G.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng Trung Quốc và Mỹ có thể duy trì liên lạc, tăng cường hợp tác cùng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoan nghênh Tổng thống Mỹ nhiều lần đánh giá tích cực về công tác phòng chống dịch nCoV, đồng thời cảm ơn các tổ chức xã hội của Mỹ đã quyên góp viện trợ trang thiết bị vật tư y tế cho Trung Quốc. Trung Quốc hoàn toàn có lòng tin có khả năng chiến thắng bệnh dịch này, hy vọng phía Mỹ bình tĩnh xem xét đánh giá tình hình bệnh dịch để đưa ra và điều chỉnh các biện pháp ứng phó phù hợp. Về phần mình, Tổng thống Donald Trump hoàn toàn ủng hộ cuộc chiến chống lại bệnh dịch nCoV của Trung Quốc và sẵn sàng gửi các chuyên gia đến Trung Quốc và sẽ cung cấp viện trợ cho Trung Quốc bằng nhiều hình thức khác nhau. Mỹ sẵn sàng duy trì liên hệ và hợp tác với Trung Quốc thông qua các kênh song phương và WHO. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa phê chuẩn miễn trừng phạt cho 3 tổ chức nhân đạo, cho phép các tổ chức này đưa hàng viện trợ đến Triều Tiên. 3 tổ chức gồm Tổ chức Y tế Thế giới sẽ chuyển các thiết bị chẩn đoán như ống nghe, kính hiển vi, máy điện tim kỹ thuật số và máy siêu âm ổ bụng cầm tay sẽ được đưa tới Triều Tiên. Chương trình lương thực Liên Hợp Quốc sẽ phân phát hàng viện trợ trị giá 110.000 đô la Mỹ cho Triều Tiên, trong đó có 7.500 xe lăn, 5.000 chiếc xẻng và 5.000 chiếc cuốc. Để hỗ trợ các chương trình về dinh dưỡng và an ninh lương thực, nhóm nhân đạo Eugene Bell Foundation được cấp quyền miễn trừ đối với các sản phẩm cần thiết cho chương trình chống lao cho Triều Tiên. Theo lệnh của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, hai công ty nhà nước bắt đầu sản xuất máy bay không người lái quân sự tầm xa từ năm 2022. Mẫu máy bay này được thiết kế để bay ở độ cao từ 3.000 đến 9.000 mét trong thời gian dài. Theo kế hoạch, 5 chiếc máy bay không người lái sẽ hoàn thành vào năm 2022 trước khi bắt đầu sản xuất hàng loạt. Đây là 5 nguyên mẫu đầu tiên nhằm thăm dò nhu cầu thị trường. Việc đẩy nhanh quá trình sản xuất khiến chi phí đầu tư tăng lên 1.100 tỷ rupee, tương đương với 80,51 triệu đô la Mỹ so với mức 800 tỷ rupee theo kế hoạch ban đầu. Trung Quốc đã công bố một loạt chính sách ưu đãi thuế nhằm giảm gánh nặng tài chính cho một số lĩnh vực đang chịu tác động lớn từ dịch do chủng mới của virus corona gây ra. Ước tính thiệt hại trong năm 2020 của các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải, thực phẩm, tiện ích và du lịch có thể ảnh hưởng kéo dài, tối đa là 10 năm. Người lao động trong các lĩnh vực này có thể được miễn thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra còn có những chính sách thuế ưu đãi đối với các hoạt động quyên góp và trợ cấp cho người tham gia kiểm soát dịch bệnh. Các hãng hàng không cũng được miễn các khoản đóng góp cho Quỹ Phát triển Hàng không Dân dụng của Chính phủ. Chính sách thuế này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 và thời điểm chấm dứt sẽ được quyết định dựa vào tình hình dịch bệnh. Nga ủng hộ đề xuất mới đây của OPEC và các đối tác về việc tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu toàn cầu nhằm thích ứng với lượng dầu giảm do dịch nCoV. Theo kế hoạch, sản lượng dầu sẽ được cắt giảm 600.000 thùng một ngày, tương đương với 0,6% nguồn cung toàn cầu và tăng 1,7 triệu thùng một ngày so với mức cắt giảm hiện nay. Sự ủng hộ của Nga có thể mở đường cho OPEC đưa ra quyết định chính thức tại cuộc họp chính sách cấp bộ trưởng sắp tới tại Viên Áo. Giá dầu đã giảm 10 đô la Mỹ một thùng kể từ đầu năm 2020 xuống 56 đô la Mỹ một thùng, thấp hơn nhiều so với mức mà nhiều nước thành viên OPEC cần để cân bằng ngân sách. Đức, Pháp, Italy và Ba Lan đã đề nghị Ủy ban châu Âu EC trong những tuần tới phải đưa ra kế hoạch cải cách nguyên tắc cạnh tranh trong thị trường công nghệ của châu Âu. Các nước này lo ngại các công ty của châu Âu hiện đang phải cạnh tranh với những công ty nước ngoài, đôi khi được nhà nước trợ cấp ở mức cao. Ủy viên châu Âu phụ trách lĩnh vực cạnh tranh bà Margrethe Vestager cho biết, Ủy ban châu Âu sẽ nhanh chóng cải cách các quy định chống độc quyền nhằm giúp các công ty châu Âu cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ Mỹ và Trung Quốc. Từ năm 2014 đến nay, Ủy ban châu Âu đã phạt Google tổng cộng 9,5 tỷ đô la Mỹ vi phạm chống độc quyền và giám sát chặt chẽ những vi phạm về cạnh tranh, thuế và quy định dữ liệu của các tập đoàn Apple và Facebook. Thưa quý vị, 5G được cho là sẽ định hình tương lai công nghệ và có những tác động mạnh mẽ đến mọi ngóc ngách của cuộc sống. Vậy nên cuộc chiến nắm giữ công nghệ này vẫn luôn thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Nổi bật nhất có lẽ là cuộc chiến giữa Mỹ và tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei của Trung Quốc. Ngày 6 tháng 2, Huawei đã thông báo đã kiện công ty viễn thông Verizon của Mỹ với cáo buộc vi phạm bản quyền. Còn phía Nhà Trắng cũng vừa công bố dự án tập hợp các ông lớn công nghệ viễn thông trong nước và nước ngoài để phát triển phần mềm mạng 5G nhằm làm
suy yếu sự thống trị của hãng thiết bị viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc trong lĩnh vực này. Tờ Wall Street Journal hôm 5 tháng 2 dẫn lời Giám đốc Hội đồng Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết Nhà Trắng đang liên hệ các công ty công nghệ và viễn thông Mỹ bao gồm Microsoft, Dell và AT&T để thảo luận dự án phát triển các tiêu chuẩn kỹ thuật phần mềm chung cho mạng 5G. Điều này sẽ giúp giảm bớt, nếu không muốn nói là loại bỏ, sự phụ thuộc vào thiết bị công nghệ của Huawei. Kế hoạch đại thể là tất cả các hạ tầng và kiến trúc mạng 5G ở Mỹ phải do các công ty Mỹ đảm nhận. Tuy nhiên, ngoài các công ty Mỹ, các công ty nước ngoài bao gồm hai hãng viễn thông Nokia của Phần Lan và Ericsson của Thụy Điển cũng có thể tham gia dự án này vì họ có sự hiện diện lớn tại Mỹ. Bất chấp phản đối của Mỹ, gần đây chính phủ Anh cho phép Huawei cung cấp thiết bị vùng ngoại biên của mạng 5G ở Anh với mức tối đa 35%. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là người dân này có quyền tiếp cận công nghệ tốt nhất hiện có. Ngoài ra, tôi cho rằng nó không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ giữa chúng tôi với Mỹ. Nếu mọi người phản đối thương hiệu này hay một thương hiệu khác, thì họ phải cho chúng tôi biết công nghệ nào nên được thay thế. Ông Kudlow hy vọng dự án phần mềm 5G sẽ khiến Anh đảo ngược lại quyết định cho phép Huawei cung cấp thiết bị cho một phần mạng 5G tại nước này. Dự án đang thu hút sự quan tâm của các quan chức Anh, những người đang muốn các nhà mạng trong nước có thêm nhiều nhà cung cấp ngoài Huawei để lựa chọn. Nếu chúng ta và cả những đồng minh không muốn để nền kinh tế phụ thuộc vào Trung Quốc thì chúng ta cần có sự chuẩn bị kỹ càng và sẵn sàng thay đổi. Chúng ta không được phép mắc sai lầm trong những quyết định liên quan đến việc triển khai mạng 5G, công nghệ cho tương lai. Ông Paul Ciolo, Giám đốc Chính sách Công nghệ Toàn cầu ở tổ chức tư vấn Eurasia Group, cho rằng khi mà Huawei đang dẫn đầu thế giới ở mạng công nghệ và thiết bị 5G, Mỹ sẽ khó khăn để bắt kịp hãng này vì gia nhập cuộc đua quá muộn. Huawei thực sự quá lớn, không thể bị giết chết bằng một cách nào đó bởi nó liên kết chặt chẽ với các chuỗi cung ứng và các tiêu chuẩn công nghệ, cũng như hiện diện ở nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng trên toàn thế giới. Các vấn đề khác có thể làm chậm tiến độ dự án phát triển phần mềm 5G của Nhà Trắng. Nếu các công ty Mỹ và châu Âu không bắt tay hợp tác trong dự án, có thể sẽ mất thời gian lâu hơn để phát triển công nghệ 5G đạt đẳng cấp vượt trội. Còn nếu họ hợp tác, các lo ngại về độc quyền sẽ được đặt ra. Hồi tháng 1, một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ đã đề xuất dự luật thành lập quỹ trị giá 1 tỷ đô la Mỹ tài trợ cho những công ty phát triển các tiêu chuẩn phần mềm 5G mở. Trên một số phương diện, các nỗ lực hỗ trợ này của Mỹ tương tự với cách mà Trung Quốc ưu ái các công ty công nghệ trong nước bao gồm Huawei, dù không trợ cấp cho các công ty trong nước, nhưng Mỹ đang bảo vệ thị trường viễn thông khổng lồ ở trong nước cho Nokia và Ericsson, cũng như các công ty khác bên ngoài Trung Quốc. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tối mai.